Nha. Điện máy ăn ra giới thiệu cho bạn một con máy rửa bát. Mã là Panasonic NPTI8. TR8 TI8 nó như nhau. Đây. Thông số đây. À đây là date này. Đó, các bạn nha. Đây là thông số. Mình sẽ phải thông số trực tiếp cho các bạn. Đó. Nhá. Date 2015 mọi người nhá. Thông số này. Máy thì rất là gần như. Còn hình thức máy thì mình đang quay trực tiếp nhá. Máy nguyên bản. Nguyên zin luôn mọi người nhé. Đây, cấp trên. Máy thì đây là mặt trước. Máy thì phải mới đến 90% mọi người nhé. Máy thì đã được vệ sinh. Ở đây, bên trong, nội thất bên trong mọi người nhé. Đấy, bạn nhìn ra, cái này là của sáng nguyên. Rất là mới luôn. Đây, có gì viền. Quan trọng nhất là những cái viền này này, mọi người đi nhặt đấy. Cái viền này nó phải còn sạch này, à nó phải còn bám dính tốt này và nó phải còn sáng thì mới ok. Đấy. Đấy. Thì con máy này bên mình vừa về từ chiều qua. Máy rất là đẹp luôn. Mọi người có nhu cầu liên hệ về con máy này có thể liên hệ trực tiếp với bên mình nhé. Để nhận thêm thông tin về sản phẩm và về giá cụ thể con máy này.